Tập 27. Tôi nhớ lần trước đến trường mẫu giáo, lúc kiểm tra sức khỏe, Tiểu Bảo còn đang chơi bóng. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Lẽ nào thằng bé chết oan uổng như vậy sao? Không được, tôi phải đi đối chất với họ. Tôi phải đi nói cho ra lẽ. Cô định đi đâu? Đừng manh động. Tôi không đợi được nữa. Cô như vậy cũng vô ích thôi. Cái chết của đứa bé, họ tùy tiện tìm một lý do gì đó là có thể cho qua chuyện. Cô còn nhớ Đa Su đó không? Vậy chúng ta cứ mở mắt to ngồi nhìn như vậy sao? Không làm gì cả sao? Anh, tôi cũng giống cô. Tôi cũng lo cho Tiểu Tuyết, lo cho số mệnh của mọi đứa trẻ trong trấn Đào Hoa. Nhưng nếu cô hành động mạo hiểm như vậy, ngược lại sẽ hại chúng. Sở trưởng, cuối cùng cũng bị tôi nắm được thớp rồi. Cái này đâu thể chứng minh anh ta là cộng sản đảng. Cậu thì biết gì? Tôi nói hắn là cộng sản đảng thì là cộng sản đảng. Nhưng sớm biết hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi. Dám cướp phụ nữ với tôi, tôi sẽ không để yên cho hắn đâu. Các vị, bắt mạch hay bốc thuốc? Sở trưởng Trần, anh đến đây làm gì thế? Anh, cô làm gì ở đây vậy? Liên quan gì đến anh? Sở trưởng Trần, nếu anh đến đây để gây sự vô cớ, tự tiện xông vào nhà dân, vậy thì đừng trách tôi đến chỗ Nobu tố cáo anh. Người đến chỗ Nobu tố cáo là tôi mới đúng, cộng sản đảng viên. Những gì anh vừa nói tôi ghi lại hết rồi, ghi rõ ràng luôn. Tần Thời Quang, sao anh lại nghe trộm chúng tôi? Sao anh lại bị ổi như vậy? Tôi không nghe trộm hắn làm sao cứu cô được? Anh chỉ dựa vào cái này mà đoán định tôi là đảng viên cộng sản, muốn định tội tôi sao? Thứ như thế này, đến lầu trà tùy tiện tìm một người kể chuyện cũng viết ra được mấy đoạn. Phải, tôi giao cái này cho Nobu, có thể không định tội anh được, nhưng ít nhất cũng khiến anh ngồi tù 2 ngày. Tần Thời Quang, anh bị ổi quá đấy. Được, anh đến chỗ Nobu tố cáo tôi đi. Ai sợ ai? Tôi nói cho anh biết, Kim Thâm Thủy, đừng tưởng anh là người nổi tiếng trong khu mình thì có thể hung hăng càng quấy như vậy. Tôi hung hăng càng quấy? Tôi có chạy đến nhà anh hay văn phòng của anh lớn giọng nói chuyện như vậy không? Anh, hôm nay tôi nể mặt cô, tôi tha cho hắn một lần. Nhưng cô biết tôi muốn gì rồi. Thứ tôi muốn tôi phải có được. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở nơi hành quyết. Đi. Trông coi hai người họ thật kỹ cho tôi. Rõ. Cậu qua bên đó, tôi đi bên này. Anh ta đi như vậy sao? Chỗ ghi chép đó, giờ việc chúng ta có thể làm là bắt hắn ngồi yên đã, sau đó mới nghĩ cách lấy sổ ghi chép đó. Hắn thực sự giao cái đó cho Nobu, Nobu nhất định sẽ nghi ngờ anh.
Thật ra dựa vào cái đó, Tần Thời Quang có thể lôi chúng ta đi thẩm vấn rồi. Sở dĩ hắn không làm vậy, một là gì? Hắn đang do dự những việc mà trước đây hắn làm. Mặt khác, thật ra hắn muốn gây khó dễ cho tôi. Tốt quá, tôi nhân cơ hội này tiếp cận hắn. Tôi lấy trộm sổ ghi chép đó về. Không được làm như vậy. Nếu cô lấy cắp bản ghi chép đó, vậy có nghĩa là chúng ta thực sự có vấn đề. Tôi nghĩ kỹ lại rồi, những lời vừa rồi nói cùng lắm cũng chỉ coi là chống đối người Nhật, không được coi là thông đồng với cộng sản. Xem ra lần này Tần Thời Quang thực sự muốn tuyên chiến với chúng ta rồi. Vậy chúng ta cùng sống cùng chết với hắn. Cô nương, vào thành sao? Cho cô đi nhờ này. Không cần đâu, anh bạn cảm ơn. Nhóc kia vào thành sao? Không cần đâu, cảm ơn. Anh bạn. Anh bạn, nghe giọng anh nói chắc anh là người ngoại địa. Alo. Sở trưởng Tần đó sao? Anh à, có chuyện gì thế? Sở trưởng Tần, có chuyện này tôi muốn giải thích với anh. Anh, nghĩ thông rồi sao? Chỉ cần cô xóa hết quan hệ với Kim Thâm Thủy, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô. Là thế này. Thật ra chuyện xảy ra ở Nhất Thị Đường không liên quan gì đến tôi cả. Có liên quan hay không, cô cũng không quyết định được. Trong bản ghi chép đã ghi rõ mồn một rồi. Vậy anh nói tôi phải làm sao đây? Anh à, tôi muốn thành thật nói chuyện với cô. Chỉ cần tôi vui. Ghi chép chứ không ghi chép gì chứ. Tôi chỉ cần động tay động chân một chút với cấp trên thì đâu có ai biết. Được. Vậy anh nhất định phải nhớ mang theo bản ghi chép đấy. Tôi muốn chính mắt thấy anh đốt bản ghi chép đó, tôi mới yên tâm. Nếu không, sao tôi biết được anh có hối hận hay không chứ? Chỉ cần cô thuận theo ý tôi, vậy cô chính là người của tôi rồi. Tối nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Tây khách sạn Núi Phú Sĩ nhé. Không gặp không về. Được, quyết định rồi nhé. Chắc chắn. Cậu bạn, quân gia, trót đầy vào. Được. Chị
Quân gia, trụ của ngài đây. Được rồi, đi nhé. Quân gia, quân gia, quân gia. Ngài xem ít nhiều cho tôi chút tiền. Lần trước đã đưa cho cậu rồi mà. Chúng tôi là người của sở bảo an đấy. Không thu phí bảo vệ các cậu đã là khá lắm rồi. Quân gia đi nhé. Thứ chó má không ra người. Alo, trưởng khu. Phải, tôi là Kim Thâm Thủy. Báo cho ngài một tin tốt. Tôi lại có được một bảo bối. Một chiếc vòng ngọc. Tôi đoán là từ thời Đông Hán. Anh xem, tối nay hay là chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Tây, khách sạn núi Phú Sĩ đi. Đừng, 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 tôi mời, tôi mời. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Được, được, tối gặp nhé. Tần Thời Quang không thể ngờ rằng cùng lúc Lâm Anh Anh hẹn mình đi ăn, Kim Thâm Thủy cũng lấy việc tặng đồ ra làm cái cớ để hẹn Đô Bu gặp nhau ở khách sạn núi Phú Sĩ. Chính là một mũi tên trúng hai đích. Người anh em, cậu đứng ở trước mặt của tôi nửa ngày rồi, mệt phải không? Hay vào uống chút nước rồi nghỉ đi. Kim tiên sinh, tôi cũng không muốn giám sát anh cả ngày đâu. Chỉ là lệnh của sở trưởng Tần, tôi không dám không nghe. Trong trấn Đào Qua này, đâu đâu cũng là người của các cậu. Đến cổng thành cũng có binh lính canh giữ. Tôi hình như chưa từng nghe có người nào sống mà ra được. Các cậu có cái gì mà không yên tâm chứ? Không phải tôi không yên tâm với anh, chỉ là lệnh cấp trên, tôi cũng vì miếng cơm manh áo. Miếng cơm manh áo. Được rồi, nói đến thế thôi. Nào, hai đồng đại dương này cậu cầm lấy. Qua bên quán rượu đó đi, gọi vài món ngon, uống hũ rượu, uống thoải mái đi. Cảm ơn Kim tiên sinh. Nếu cậu vẫn không yên tâm, vậy cậu ở đây đi, tôi phải về nghỉ đây. Sở trưởng, hôm nay anh đi đâu thế? Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Không phải sở trưởng, anh xem, hôm nay ngày phong độ như vậy, hình như nhân tài. Như vậy nếu ra ngoài đường, mỗi đàn bà phụ nữ cái trấn Đào Qua này đều sẽ mê muội điên đảo vì anh. Càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy. Chúng ta cứ để họ mê muội điên đảo đi. Đi.
Cô đến rồi à? Bên ngoài có ai khả nghi không? Không có. Mau ngồi đi. Tiêu hủy bản ghi chép đó là chết không có đối chứng. Đúng. Tôi và anh chuẩn bị tối nay hành động. Việc đến nước này cũng chỉ có thể theo kế hoạch của mọi người thôi. Nhưng hai người tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Giờ chỉ còn hai người cứu bọn trẻ thôi. Hành động tối nay nhất định phải cẩn thận gấp đôi. Anh vẫn đang nghiên cứu cách chữa bệnh cho bọn trẻ sao? Cái này là sách do tổ tông tôi truyền lại. Sách trị độc. Tôi gặp Tiểu Tuyết rồi. Con bé muốn đầu độc chết Fuimura. Không đến mức bất đắc dĩ. Tuyệt đối không được làm như vậy. Tiểu Tuyết vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi Bạch Đại Di chết, lần nào tôi gặp Tiểu Tuyết, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng tôi không ngờ rằng Tiểu Tuyết còn nhỏ như vậy đã có ý chí lớn như vậy. Điều này khiến tôi vừa được an ủi vừa lo. Nếu muốn ra tay với Fuimura, buộc phải tìm thời cơ thích hợp mới được. Trưởng khu Nobu, ngài đến một mình sao? Tôi đợi bạn, cậu cũng quen đấy. Vậy không phiền ngài nữa. Cậu đi một mình sao? Không giống ngài. Tôi có hẹn. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hoa hồng tặng gia nhân. Cảm ơn. Ngồi đi. Anh hôm nay là cô mời tôi ăn cơm, cô lại đến muộn. Cô có nên tự phạt mình một ly không? Đúng, nên phạt. Nhưng tủ lượng của tôi không tốt lắm. Đây là rượu vang, giống như nước ép nho vậy, ngọt lắm. Phải, tôi biết. Nhưng tủ lượng của tôi thật sự rất tệ. Chúng ta không uống nhiều, chỉ một chai thôi. Nào, tôi mời anh. Sở trưởng Tần, tủ lượng của anh khá thật. Nhưng hôm nay tôi muốn thấy cô uống. Sao được? Người ta uống nhiều sẽ không biết gì đâu. Anh, cô biết điều gì là quan trọng nhất không? Cái gì? Mạng. Có lúc một quyết định có thể cứu được một mạng, một quyết định cũng có thể hại chết một mạng. Anh nói hay quá. Nào, tôi mời anh một ly. Ăn đi. Anh ăn trước đi. Alo, tôi là Kim Thâm Thủy. Được, cảm ơn anh. Phiền anh nói với trưởng khu, tôi có việc nên đến muộn. Được, được. Anh,
Tôi nhớ tôi đã nói rất nhiều lần với cô rồi. Chỉ cần cô theo tôi, tôi sẽ khiến cô được ăn ngon mặc đẹp. Sở trưởng Tần, anh đừng hơi tí là nói mấy cái đó chứ. Nào, chúng ta uống một ly đi. Tôi nhặt cho, đừng để tôi. Rơi ở đâu rồi nhỉ? Tìm thấy không sở trưởng Tần? Sở trưởng Tần, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Đây đây, lấy giấy lau đi. Nào, chúng ta uống tiếp một ly nào. Vậy chúng ta cạn nhé. Được, cạn ly. Sở trưởng Tần, rót thêm chút đi. Anh sao thế? Từ từ thôi. Được, anh cũng tự rót đi. Nào, anh không phải hơi choáng rồi đấy chứ? Nào nào, không phải hơi choáng rồi mà là rất choáng. Được rồi, được rồi. Sở trưởng Tần, anh tủ lượng tốt. Nào, chúng ta uống một ly tiếp. Hôm nay anh phải uống thật thoải mái đấy. Anh mới nhớ được chuyện anh đã hứa với tôi. Nào, cạn ly. Tủ lượng tốt thật. Sao thế? Hay là thế này đi, tôi đưa anh về phòng nghỉ một lát. Thế nào? Anh đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi. Không, tôi chắc chắn vẫn nhớ mà. Vậy chúng ta về phòng đã. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ. Tôi muốn nói chuyện với cô. Được. Nào, giờ tôi đưa anh về. Đau đầu quá, đứng dậy đi. Không sao, đứng dậy đi, mau lên. Nào, từ từ thôi. Đi, nhất định phải nói chuyện cho rõ. Từ từ thôi. Không sao, nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe thôi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Trưởng khu đại nhân, thật xin lỗi. Ngài nhìn tôi này, bảo phục vụ gọi đến tận nhà rồi. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì Tần Thời Quang cài cho tôi một cái đuôi dưới cửa sổ nhà tôi, còn đặt cả tay nữa. Quan trọng nhất là hắn lại dám tiến hành lục soát nhà tôi. Sở trưởng Tần này ai cũng nghi ngờ, cũng không thấy hắn làm ra được gì cả. Ngồi đi. Không nói cái đó nữa, trưởng khu đại nhân. Ngài xem cái này đi. Đem về nhà, từ từ thưởng thức. Vậy cảm ơn tiên sinh. Đây là Lafitte đấy. Vị hoa quả thơm nồng, hương vị đậm đặc.
đúng là một loại rượu ngon của Pháp, thực sự rất ngon. Cậu cũng biết thưởng thức đấy. Trước đây chúng tôi phải tốn tiền mua để uống, giờ bạn bè khắp nơi gửi cho chúng tôi uống. Cậu nói như vậy tốt biết mấy. Đây là Lafite của năm 1940 đấy. Rượu này tôi phải từ từ thưởng thức mới được. Phải rồi. Đúng rồi, trưởng khu, vừa rồi tôi nhìn thấy đó là ai? Sở trưởng Tần và chủ nhiệm Lâm sao? Đúng, họ uống với nhau suốt, giờ chắc đi tìm phòng rồi. Đừng tìm nữa. Anh giả giờ say. Tôi biết cô không thật thà. Cô nghĩ tôi sẽ bắt bẫy cô lần thứ hai sao? Thứ quan trọng như vậy, tôi tất nhiên sẽ không mang trong người rồi. Anh bỉ ổi. Bỉ ổi? Cô quên cô đã hứa gì với tôi sao? Chúng ta đã nói rõ rồi. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ bảo vệ cô bình an. Nào bảo bối, hôn một cái nhé. Anh làm gì thế hả? Nào hôn cái nào. Anh làm gì thế hả? Tránh ra, hôn cái. Chặn cô ta lại. Chặn cô ta lại cho tôi. Đứng lại. Các người làm gì thế? Chặn lại. Kim Thâm Thủy, anh còn mặt mũi đến đây sao? Là anh hại tôi phải không? Kim Thâm Thủy hại anh thế nào? Anh ta, anh ta và Lâm Anh, hai người họ cấu kết hại tôi. Hai người họ chính là cộng sản. Các người mau bắt hai người họ lại. Mau bắt đi. Không đạt được mục đích nên muốn hại người phải không? Trưởng khu đại dân, anh ta như vậy được coi là cưỡng dâm phải không? Anh, hành động bị ổi đó của anh đúng là khiến người ta ghê tởm. Trưởng khu đại dân, tôi đi xem chủ nhiệm Lâm ra sao đã. Đứng lại. Họ là cộng sản. Kim Thanh Thủy, hai người về rồi sao? Hai người an toàn quay về thật là may quá. Uống nhiều rượu như vậy, tinh thần thời quan đó không làm chuyện gì quá giới hạn chứ. Tất cả đều hành động theo kế hoạch, chính mắt Nobu nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc không lấy được bản ghi chép. Tần thời quan đúng là hồ ly tinh, căn bản không đem theo. Chắc bản ghi chép ở trong phòng của hắn. Không lấy được thì thôi. Vì chúng ta cần bây giờ là khiến cho Nobu và Nagasaki ẩn náu đó, thất vọng hoàn toàn về tần thời quan. Phải rồi. Cách xâm nhập vào sở bảo an, cô đã nghĩ ra chưa? Nghĩ ra rồi. Anh bạn, quân gia, trót đầy vào. Được, xin đợi chút.
Cô cầm cái gì đó? Đồ làm kiểm tra EQ. Viện trưởng Lư dặn là không được nói. Anh coi như không nghe thấy nhé. Cầm cái đó chuẩn bị đi đâu? Chủ nhiệm Kim, anh đừng làm khó tôi nữa. Thật sự không nói được mà. Ở đây có cái gì? Nói ra cũng có phạm pháp đâu. Lần trước bảo tôi đến trường mẫu giáo làm kiểm tra sức khỏe. Anh bảo tôi đi lấy thuốc bắc, khiến tôi bị viện trưởng Lư mắng cho một trận rồi. Không nói được. Lần này lại là chuyện của viện trưởng Lư. Lần này không phải là viện trưởng Fuimura. Hơn nữa tuyệt đối bảo mật. Bảo mật gì chứ, nói đi. Tôi chỉ là một y tá nhỏ. Anh đừng làm khó tôi nữa. Không nói. Cô đừng hòng đi qua. Tuyệt đối không được nói cho người khác nhé. Viện trưởng Fuimura bảo tôi cầm cái này đến trường mẫu giáo, giúp hiệu trưởng Shizuko kiểm tra EQ cho bọn trẻ. Kiểm tra EQ. Hài lòng chưa? Đi nhé. Tôi vừa nghe Hứa Bị Lệ nói người Nhật muốn kiểm tra EQ cho bọn trẻ. Kiểm tra EQ. Vậy tôi biết rồi. Họ nhất định muốn xem ảnh hưởng của số kẹo đó với bọn trẻ. Nếu như vậy tất cả đều sáng tỏ rồi. Anh định thế nào? Tôi phải đi tìm Shizuko. Đã lúc nào rồi? Anh còn mơ tưởng đến Shizuko? Bác sĩ Kim tâm trạng tốt nhỉ? Còn ở đây tán gẫu. Viện trưởng Lư, gặp anh chắc không có chuyện gì tốt. Ngày tốt của anh đến rồi. Viện trưởng Fuimura bảo anh lập tức qua đó. Lẽ nào là chuyện mẫu dược phẩm sao? Những gì cần tôi đều giải thích rồi. Còn ông ấy tin hay không thì đều nhờ vào tạo hóa của anh. Tình Kim thâm thủy này lúc nào cũng tự đắc. Hơn nữa tính tình ngoan cố. Cô đó, sau này đừng gần gũi với anh ta nhiều quá. Cảm ơn viện trưởng. Phó viện trưởng. Tiểu thư Shizuko, chuẩn bị xong cả rồi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Đi thôi. Chủ nhiệm Kim, mời vào trong. Được. Mời ngồi. Mời dùng trà.
Tôi tìm cậu đến không phải muốn nói chuyện Tần Thời Quang thuê phòng hôm qua. Tôi biết ngài muốn nói gì rồi. Tôi đã giải thích với viện trưởng rồi. Thuốc penicillin là do tôi kê. Chữ ký của tiểu thư Shizuko cũng là do tôi làm giả. Nhưng tôi hoàn toàn là gì, không cần nói nữa. Tôi hiểu con người Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh lập công lớn cho khu Mô Phạm, lại từng cứu tiểu thư Shizuko. Chúng tôi chỉ cho cậu một chức vụ nhỏ bé, cũng vẫn chưa cảm ơn cậu được. Tôi ngày nào ngoài việc tận tâm tận lực vì đế quốc ra, sở thích duy nhất chính là đánh cờ. Người Trung Quốc các cậu coi các nước đi trên bàn cờ như một cách nói chuyện bằng tay. Tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi thấy đây là một ví dụ rất điển hình. Nếu trên thế giới này thật sự có một tình bạn vĩ đại, vậy tất nhiên phải bắt đầu từ trên bàn cờ. Viện trưởng Fuibura, ngài quá khen rồi. Vậy chúng ta không khách sáo nữa. Mời. Kim Tiên Sinh là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là thiên chức của cậu. Cậu dùng penicillin cứu mạng một đứa trẻ cũng là chuyện nên làm. Nhưng cậu biết không, ở chiến khu sự cung cấp penicillin có hạn thôi. Cái đó là để cho quân dân đế quốc dùng. Nhưng cậu lại dùng nó cứu một đứa trẻ Trung Quốc nhỏ bé. Kim Tiên Sinh không cảm thấy hơi lãng phí sao? Viện trưởng đại nhân, lẽ nào nói mạng của đứa trẻ Trung Quốc thì không phải là mạng người hay sao? Không, không. Các cậu chỉ thấy tính mạng trước mắt, lại không thấy tương lai phía trước, biết không? Chỉ khi để dân tộc xuất sắc hơn làm lãnh đạo, chúng ta mới có thể khiến cho thế giới này trở thành cái mà chúng ta muốn, mới có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng tôi lần sau khi gặp phải chuyện thế này, tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Viện trưởng đại nhân, nếu muốn trách, xin cứ việc. Vòng tròn đồng thịnh vượng Đông Á cần chúng ta cùng nhau xây dựng. Chúng ta cần nhân tài y học xuất sắc để hỗ trợ chúng ta. Tôi thấy Kim Tiên Sinh là một nhân tài không tệ. Đáng tiếc quốc gia của cậu suy tàn rồi. Xin hãy nhìn vào sự thật. Không lắp được, hay là thử cái khác nhé. Hay là thử cái khác đi. Con có thể ra ngoài chơi rồi. Gọi bạn tiếp theo vào. Đi đi. Phải rồi, tối nay sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn núi Phú Sĩ. Tôi mời cậu tới tham gia. Tôi nghĩ tiểu thư Shizuko nhất định sẽ đợi cậu ở bữa tiệc. Kim Tiên Sinh sẽ nể mặt chứ?
tôi sẽ đi.